仍爱是水里月，未曾遇着空来，成败因仇恨爱，怎去篡改？从幻变的世代，既然难得你在，何时天地变换我来？谁和谁推功引战？ 谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求腥风血雨再重花开？热血赤胆，从无可替代。幻月长空与深海。 任时归去有来，渐漫从一刹张开，以后必更精彩。岁月曾兑现于腮，故事中有你在，记住如果要分开，再回来。 Rõ ràng là người Hồng Kông. Sao lại quay về thờ Tam Quốc chứ? Cái động đó ở đâu vậy? Cái động đó ở đâu? Sự gì thật ở đây? Tức là cái động đó ở dưới đây rồi. Trời ơi, sao sâu dữ vậy? Anh Công à, nguy hiểm lắm. Anh Công à, huynh tìm gì vậy? Đang tìm cái động để trở về Hồng Kông. Hồng Kông? Để chưa bao giờ nghe Kinh Châu có một nơi như vậy đó. À, Ân Công là sĩ binh của Ký Châu. Vậy Hồng Kông ở Ký Châu có đúng hay không? Phải, con đừng có làm phiền tôi mà. Ân Công à, quên đi lộn hướng rồi. Ký Châu là phải đi về hướng Bắc mà. Tôi đang tìm cái động để về Hồng Kông, còn mặc kệ tôi đi. Chết rồi, phải làm sao đây? Ân Công à, trời sắp tối rồi, đừng có ở lại đây nữa. Thanh Phong Nha này về đêm có rất nhiều thú dữ đó. Dữ cơ nào chứ, tóc là phải là bạo lông vậy. Ân Công mà quên nói gì vậy? Mà không phải, gặp sư tử hay cọp cũng đủ chết rồi, chạy thôi. Chạy hả? Ê, phải rồi Ân Công, chưa thỉnh giáo đại danh của người. Đừng có luôn miệng gọi tôi là Ân Công nữa, kêu tôi là Nguyên Thần đi. Nguyên Thần, chữ nghĩa của đệ không nhiều. Đệ chưa bao giờ nghe nói đến chữ Nguyên, nó viết như thế nào đó, đệ không hiểu. Nguyên là phát âm của quê hương tôi. Ý của nó là dân. Thần tử của tôi là Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh. Bạn của ông ấy là Quang Vũ, tự là Dân Trường. Vậy tôi là Tư Mã Tính, tự Dân Tính đó. Thì ra Nguyên Thần tức là dân tính. Đệ họ Phạm, tên chỉ có một chữ thôi là Phạm Căng. Phạm Căng. Dân tính đại ca có ơn cứu mạng với đệ. Phạm Căng nguyện làm trâu làm ngựa cho huynh. Ơi, phụ nữ lấy thân trả ơn thôi, đừng có quá nghiêm túc mà. Không được, cha từng nói có ơn không báo, uổng phí làm người. Cha còn nói gì cô tin cái đó sao, cậu cay quá vậy. Cay? Cay tức là thảm đó, cậu xem đi. Suýt nữa té xuống vực thẳm, không thảm sao? Đệ đi hái nấm rừng không cẩn thận bị sảy chân thôi, chỉ bị thương nhẹ cũng không cay lắm. Cha của đệ cay hơn á. Cha của đệ một lòng đi tòng quân báo quốc, ai ngờ lại chết dưới tay của Hoàng Cân. Cha! Cha! Con đừng có tình cảm vậy chứ, con làm tôi cũng... Dân tính đại ca, huynh từ Ký Châu chạy nạn tới Kinh Châu nhất định là rất lâu không gặp cha của mình rồi. Huynh cũng nhớ ông ấy phải không? Cũng không phải là lâu ngày không gặp. Tôi vừa mới chiên xào với ông ấy xong. Chiên xào? Ở Hồng Kông hai cha con thường hay nấu cơm ăn chung lắm. Cùng nhau nấu cơm thì gọi là chiên xào đó. Thì ra tình cảm cha con của người Hồng Kông tốt như vậy. Thường xuyên chiên xào với nhau. Phải đó, xào hoài à, xào nhiều hay xào ít thôi. Chà, không khí trong lành tươi nổi, có một mùi rất ngọt đó. Mùi ngọt hả? Thì ra trái đất trong thời cổ đại trong lành tới như vậy ha. Tiếng Ký Châu đúng là khó hiểu mà. Cha, mình có qua mắt không vậy? Thì là có nhiều con quá. Đồi núi nào của Kinh Châu cũng đều có đầy bạch bì hết. Ở bên Ích Châu còn nhiều hơn nữa. Các cậu gọi gấu trúc là bạch bì hả? Hồng Kông của các huynh gọi nó là gấu trúc sao? Còn rất quý giá thế đó. Cả Hồng Kông chỉ còn có 4 con thôi. Sao lại quý vậy? Bạch bì bẩm sinh lười biếng, lại không biết làm ruộng đó. Đúng đó, thế gian này đúng là bất công lắm. Tôi cũng bẩm sinh lười biếng, không biết làm ruộng.
Sao tôi không thể làm quốc bảo đi? Quốc bảo hả? Thứ nào rất quý giá thì gọi là quốc bảo đó. Ờ, vậy tính đại ca, ngôi làng trước mặt chính là hàng xá đó. Hàng xá của huynh, chà, đúng là rất hàng đó nha. Nơi ở của dân làm ruộng đúng là hơi quê mùa một chút. Ờ, tôi đi tắm cái đã. Tắm. Ờ, là mộc dục đó. Vậy tính đại ca, nè, huynh hãy mộc dục thay đồ trước để đi chuẩn bị bữa ăn nha. Nè, không phải chứ, không có bồn tắm dò sen cũng thôi đi, lại chẳng có cái gì che chắn nữa. Để ở một mình đâu có cần che chắn gì đâu. Bây giờ hai người lận mà. Ê, đều là nam nhi cả mà, khỏi phải ngại, để có thể cọ lưng giúp cho dân tính đại ca nữa đó. Nè, cọ lưng cái gì chứ, không chừng gãy lưng luôn đó. Thôi, cậu đưa cục xà bông cho tôi trước đi. Xà bông dùng trong lúc tắm đó. Có. Đây nè. Đây là cái gì ạ? À, thì đó, không lẽ người Hồng Kông chưa từng dùng cái này sao? Dùng nó thì mộc dục sạch lắm đó nghe. Ý, thấy ghê quá. Ôi trời, hai con quỷ này sao mà háo sắc dữ vậy? Nhìn lén hả? Ở đây là nơi quỷ quái nào vậy? Khổ thiệt mà. Vậy tính đại ca, ăn cơm được rồi. À, cũng vừa đúng lúc, đói bụng quá rồi. Cái này cũng ngon, nhưng mà không giống thịt heo, cũng chẳng có giống thịt bò. Là có ngon gì? Không? Là thịt bạch bì đó. Bạch bì? Cả gấu trúc cũng ăn luôn hả? Bộ người Hồng Kông không ăn thịt bạch bì sao? Đây là động vật được bảo hộ cấp 1 đó, phải xử bắn nghe chưa? Bắn hả? Thôi kệ đi, chỉ cần có nơi nghỉ ngơi, không cần yêu cầu gì nữa. Bây giờ không có thịt ăn, ăn cơm vậy. Ờ. Cái động này đúng là được hợp thời gian rồi. Mình đã về Hồng Kông rồi. Tôi yêu Hồng Kông. Thì đâu phải về tới Hồng Kông, mà là về tới thời Nguyên Thủy. Đường hầm thời gian đã đi lùi rồi. Đừng quan tâm tôi, tôi hồi lắm à. Đừng quan tâm tôi, tôi hồi lắm đó. Thì đã nằm mơ. Không lẽ quay về Tam Quốc cũng là nằm mơ? Mình phải tỉnh dậy. Thì ra không phải nằm mơ. Em ơi, má ơi, chắc cả đời này không thể gặp lại mọi người rồi. Muốn mở tấm hình cả nhà chụp chung để xem cũng không có được nữa. Cái gì cũng hư, thiệt tình. Ủa, ở đây có một tin nhắn chưa đọc nè. Mở được nè. Anh hai, cảnh sát tìm anh khắp nơi, em lo cho anh lắm. Cảnh sát làm sao tìm anh tới tận thời Tam Quốc được chứ, đừng có lo lắng mà. 2:31 sáng ngày 14 hả? Mình đã xuống Tam Quốc vào ngày 13. Sao ngày 14 con nhận được tin nhắn vậy? Chắc là trong vòng 1 phút em đã gửi cho anh hai tin nhắn. Máy này lại bị hư nữa, cho nên cả ngày tháng cũng bị lộn xộn hết. Có lẽ là vậy. Ơi, dân tính đại ca. Dân tính đại ca, huynh ngủ không quen giường lạ hả? Phải rồi đó, tiếng ấy của cậu ồn như vậy làm sao mà ngủ cho được. Xin lỗi nghe. Còn 2 canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Hôm nay có họp chợ, hay là để dẫn dân tính đại ca đi ra chợ chơi nghe, náo nhiệt lắm đó.
Đi chợ hả? Có phải là có rất nhiều thứ để xem, rất náo nhiệt phải không? Phải đó. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đi xem chút cũng tốt thôi. Đi coi xem thử. Mời. Giống một thi đàn ông Hồng Kông quá vậy. Khúc gỗ đó là thật mà, không phải giả chứ. Cái gì là giả chứ? Là lừa gạt người ta đó. Ở chỗ chợ chúng tôi á, thứ gì cũng là hàng thật giá thật cả. Chà, nho này vừa to vừa ngon, mua một chùm đi. Mua một chùm hả? Anh Vinh tính đây cả, nho này là chuyển từ bên Tây Vực về, quý giá lắm đó. Để mua từng trái thôi. Nhiều nhất để chỉ có thể mua cho huynh 2 trái thôi, không có mua nhiều nổi đâu. Giống y ở Hồng Kông vậy, hàng ngoại nhập thường đắt tiền hơn. Thôi kệ, không mua nữa, không ăn nữa. Xin lỗi nghe dân tính đại ca, cũng tại đây nghèo quá thôi. Nè, A Căng à. Trưởng thôn. Mọi người đều đi tới từ đường hết rồi, ngươi cũng qua đó đi. Trưởng thôn, để tôi giới thiệu cho ông ân công của tôi, Tư Mã Tính đại ca. Trưởng thôn, chào ông. Hân hạnh nghe. Hân hạnh. Mau tới từ đường nghe. Dạ, nhất định sẽ ra chuyện rồi. Vậy phải tới từ đường xem thử coi sao. Trưởng thôn, trên đường từ Tương Dương trở về, tôi nghe được tin tức thân binh trực thuộc của Lưu Nhị công tử sẽ đóng giữ ở làng chúng ta đó. Lưu Nhị công tử đó là ai mà sao có vẻ mọi người sợ quá vậy? Hắn là nhị công tử của Kinh Châu một Lưu Biểu, tên là Lưu Tông, giả tâm hắn lớn lắm, muốn tranh đoạt ngôi vị của con trưởng đại công tử Lưu Kỳ đó. Như là tranh đoạt gia tài trong phim Sóng Gió Gia Tộc. Đúng rồi. Thân binh của Lưu Tông á, mỗi lần á đều lấy cớ đóng giữ mà cướp bóc. Năm nay chúng ta trúng mùa, nhất định sẽ bị họ cướp hết. Kế hoạch trước mắt à, chúng ta hãy đem lương thực cất hết đi. Đợi tới khi binh lính của nhị công tử tới thì nói với họ năm nay thất thu, để họ cảm thấy không còn gì để cướp bóc, tự nhiên sẽ rời khỏi. Vì thời gian tới mình chẳng có miếng ngon nào để mà ăn nữa rồi. Tôi phản đối. Trưởng thôn à, thanh niên trẻ tuổi thì chịu đựng được thôi. Ngôi làng này có già có trẻ, lại có nhiều phụ nữ nữa, họ chịu không có nổi đâu, có phải vậy không chứ? Sao đây? Tiên sinh tới rồi kìa. Chúng ta được cứu rồi. Hay quá. Tài hạ vừa mới vào hồ với bằng hữu, tới hơi trễ, vạn lần xin lỗi. Tiên sinh à, ngài khách sáo quá. Chúng tôi không còn cách nào cả. Lợi hại sở nào, bộ đẹp trai là được quan ngân sao? Phe thần tượng không có đầu óc đó, sao có thể bị được với phái thực lực như mình chứ? Tài hạ vừa mới nhận được tin báo, vẫn còn chưa có kế sách. Vậy phải làm sao đây? Kế sách của nấy không có, nhưng mà tôi có. Vậy à? Mọi người đừng có lo, những chuyện như vậy ở quê hương tôi thường xảy ra lắm, đã quen lắm rồi. Mỗi lần Tết hay là ngày lễ đến, đều có mấy người tay to bạc lớn dắt cái thùng tới cửa hàng quê tôi để lấy tiền bảo kê đó. Tiền bảo kê là gì vậy? Tức là dơ vét tài sản người khác, tình hình giống như mọi người vậy đó. Theo tôi thấy, muốn đối phó với loại ác bá này, một là báo cảnh sát bắt hết họ đi, hay là gọi phóng viên tới vạch trần tội ác của chúng. Cảnh sát cái gì mà báo phóng viên là sao? Thì cảnh sát giống như mọi người gọi là nha sai đó, tức là báo quan đó. Còn phóng viên tức là người dán cáo thị, tức là đem những chuyện xấu xa của vị công tử, những chuyện cướp bóc viết lên cáo thị, dán đầy khắp nơi. Vậy là mọi người đều biết được những chuyện xấu xa của hắn, hắn không dám làm bừa nữa. Sao kỳ vậy? Tiên sinh à, người cảm thấy sao đây? Lúc nãy tôi đề nghị cất hết tất cả lương thực giả vờ thất thu. Lúc nãy tôi nghe được đề nghị của Tư Mã Nhân Huynh. Tiên sinh cảm thấy kế sách nào tốt hơn? Đề nghị của vị Nhân Huynh đây cũng không phải là vô lý. Nhưng Nhân Huynh có thể mới tới đây nên không hiểu tình thế hiện tại. Quan gia chịu sự quản lý của Kinh Châu Mục đã bị nhị công tử khống chế. Còn chuyện gián cáo thì sẽ bị nhị công tử quỷ hết, cũng không hù dọa được thân binh của nhị công tử. Tiên sinh đúng là nhìn thấu đáo. Phải rồi á tiên sinh, người có cao kiến gì không vậy? Phải. Cũng đã tới giờ ngọ rồi, hay là mọi người hãy về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi một lát, ai nấy tự suy nghĩ phương pháp giải quyết nha. Gì đã bỏ cuộc, làm biết như vậy làm sao mà được chứ. Nếu như Ngọa Long tiên sinh đã kêu chúng ta về nghỉ ngơi, mọi người cứ yên tâm đi. Về nhà thôi. Vừa nói ăn cơm là bỏ về hết luôn, có nên buồn tới độ đó không chứ? Ngọa Long tiên sinh, vậy huynh ấy tức là gia? Đúng vậy, huynh ấy chính là Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng, đã rất nhiều lần huynh ấy giúp thôn của đại giải quyết khó khăn.
dân làng ở trong thôn á, người nào cũng tôn trọng huynh ấy hết. À thưa tiên sinh, vậy tôi đi về trước ạ. Và các tiên sinh, gọi là Khổng Minh đại ca thân thiết hơn ha. Tôi tên là Tư Mã Tính. Huynh đúng là đẹp trai hơn trong truyện tranh rất nhiều đó. Rất thoát. Hân hạnh. Thật ra bản thân tôi cũng thấy cái sách đó có vấn đề. Không ngờ huynh vừa mới nghe đã nói ra được vấn đề đó. Không hổ danh là tuyệt thế kỳ tài. Hay là vậy đi, uống tách trà ngồi nói chuyện nghe. Không cần khách sáo, Tư Mã công tử. Tôi còn phải về để suy nghĩ kế sách cho dân làng nữa. Chúng ta quen vậy rồi, huynh gọi tôi là Dân Tính đi. Nói thật lòng, đám binh lính đó đều ham sống sợ chết thôi. Kế sách của huynh á, không làm khó được huynh đâu. Hay là vậy đi, uống tách trà nói chuyện đi có được không? Tôi mời. Không cần đâu. Tại hạ còn có chút mệt mỏi, xin cáo từ. Vậy lần sau nha. Lần sau nghe. Lần sau ha. Chót 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 chót. Đúng là chót thật. Nè Cắn, nhanh lên đi, chúng ta trễ rồi đó. Dạ. Vừa mới sáng sớm, có chuyện gì mà ồn dữ vậy? Dân Tính đại ca, huynh tỉnh dậy rồi hả? Không còn sớm nữa đâu. Huynh định đem hết lương thực giấu hết hả? Khoai môn. Khoai môn cũng đem đi luôn sao? Vậy trưa nay tôi ăn cái gì? Dân Tính đại ca, bây giờ đã là giờ mùi, chúng tôi đã ăn xong cơm trưa rồi. Phải xuất phát rồi, đi thôi. Phải đó, dội lắm đó. Dân Tính đại ca có gì nói sao nghe? Vậy trưa nay tôi ăn cái gì chứ? Chà, lương thực cất ở đây hả? Ai cũng thấy hết không. Vậy? Không phải, mọi người sao bình sĩ nhiều quá vậy? Nhanh lên, qua đây. Trưởng thôn đâu? Tiểu nhân chính là trưởng thôn, cung nghinh Dương tướng quân. Miễn lễ. Dương tướng quân, tiểu nhân biết được quân đội của ngài sẽ đóng giữ ở đây, nên đã ra lệnh cho tất cả dân làng thu thập những đồ ăn tốt nhất để tặng cho các ngài. Sao là như vậy? Thốt. Dương tướng quân, làng năm nay trúng mùa, đợi các ngài thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ dặn dò dân làng dẫn các ngài xuống ruộng hái những hoa quả tươi ngon. tốt lắm, đem hết đi cho ta. Đem hết đi. Dạ. Hy vọng lần này có thể vượt qua được khó khăn. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng Ngọa Long tiên sinh, ngài dạy chúng ta làm vậy nhất định là có đạo lý của ngài. Là cái sách của Gia Cát Lượng đó hả? Phải đó, tuy là mọi người không hiểu được dụng ý của Gia Cát tiên sinh, nhưng mà mọi người trong làng đều rất tin tưởng tiên sinh. Tiên sinh nói cái gì, mọi người cũng làm theo hết đó. Không phải chứ, vậy cũng gọi là kế sách sao? Đem lương thực tặng hết cho người ta, là những tên định bợ mới làm thôi. Sao Gia Cát Lượng lại hèn nhát quá vậy? Ê, qua đây coi nè. Tàu bánh mạch dụng lại có quả giết tử đã sử dụng. Bãi cỏ bị đè phẳng, có người đã từng ngủ trên đó. Binh lính của ta đã phát hiện nó ở ruộng. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Có thể là lúc dân làng canh tác để lại. Ăn nói bừa bãi. Dân làng canh tác vào buổi sáng, hành động về đêm mới cần đốt lửa sưởi ấm. Chúng tôi còn phát hiện bãi cỏ dưới gốc cây chuối, có người từng ngủ ở đó. Có phải do người trinh sát để lại ở đó không? Có thể là dân làng quá mệt mỏi cho nên mới ngủ ở dưới bãi cỏ đó. Dạ thưa đại nhân. Còn dám xảo biện à? Chúng tôi còn phát hiện ra vật chuyên dụng của tinh binh Hổ Báo Kỵ Tào Tháo, quả chiết tử và bánh mạch dụng chỉ có ở phương Bắc mới có. Ông lừa không được bổn tướng quân đâu. Nếu cũng nói thì nghiêm hình ép cung. Đừng. Vào tháng trước ở khu rừng trong thôn ở trên núi cũng phát hiện được dấu tích của mật thám quân Tàu để lại. Giống y như là những gì tướng quân đã phát hiện, nên chúng tôi suy đoán quân Tàu sẽ mau chóng công chiếm nơi này. Dân làng trong thôn đều rất hoảng sợ, sau đó biết được quân đội của ngài sẽ tới đây đóng giữ. Chà, đúng là một tin vui đáng mừng. Đêm hôm qua là một đêm dân làng chúng tôi ngủ ngon nhất đó. Hèn gì bọn dân làng lại đem tất cả lương thực tặng hết cho chúng ta. Thì ra là muốn giữ lại chúng ta đối kháng Tàu quân. Hổ Báo Kỵ là đội quân tinh nhuệ nhất của Tào Tháo, hiếu dũng thiện chiến như là hổ báo vậy. Nếu như đối chiến, quân ta khó mà chống đỡ. Với lại Hổ Báo Kỵ tác chiến,
luôn cầm giặc tiên cầm dương. Lập tức truyền lệnh ra ngoài, rút khỏi thôn Ngọa Lâu. Mặt tướng tu lệnh. Các vị dân làng, đội quân của Nhị công tử đêm hôm qua đã rút quân đi hết rồi. Tốt quá rồi. Lần này họ đi rất gấp, có nhiều lương thực không mang đi, chúng ta tổn thất rất là ít. Lần này có thể thoát khỏi kiếp này là do kế sách của tiên sinh. Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, đã chịu phối hợp với tôi. Trước đây tiên sinh kêu chúng tôi cống nạp lương thực, chúng tôi không mấy vừa lòng. Nhưng mà tin rằng trong lòng tiên sinh đã có tính toán hết. Kế sách này điểm quan trọng chính là ở đây, chơi trò tâm lý khiến đối phương không còn cảnh giác, chính là thả tôi bắt tép trong cảng Nam Thành Bắc Thức đó. Nè, quên đừng làm phiền tiên sinh nói nữa. Nè, ê, qua đây. Sau đó tôi kêu mọi người dẫn sĩ binh tới ruộng hái rau quả. Thật ra là cố ý để cho họ nhìn thấy những manh mối chúng ta đã sắp xếp sẵn. Tiên sinh à, ngài đúng là lợi hại. Trước đó dặn dò tôi chiếu theo cách làm bánh người phương Bắc, dùng tiểu mạch để làm bánh mạch, còn dạy tôi cách chế tạo quả chiết thử chuyên dụng của Tào Quân. Cũng nhờ có sự phối hợp của trưởng thôn, phối hợp hoàn hảo đóng vở tuồng hay, khiến Dương Tú Quân tin rằng Tào Quân sẽ chiếm đóng thôn Ngọa Long. Đám sĩ binh ham sống sợ chết nên mới rút quân trong đêm hôm đó. Ra có liên quan tới tôi hả? Từ đó câu nói đám binh lính đó chỉ là ham sống sợ chết thôi, chỉ là nói bừa. Mọi người khỏi phải đa tạ tôi ha. Các vị, lần này là do tiên sinh giúp chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này, chúng ta phải báo đáp ngài ấy. Ngày hôm sau là ngày đại hôn chí hỷ của tiên sinh, chúng ta hãy đem tất cả lương thực tặng hết cho ngài ấy, xem như là quà mừng đại hỷ. Lương thực là thành quả lao động cực khổ của mọi người, sao tôi có thể nhận được chứ? Ý tốt của mọi người, cộng minh xin nhận tấm lòng. Đây là thành ý của cả dân làng mà, ngài hãy nhận đi. Ngài hãy nhận lấy. Và các lượng kết hôn á, thường cơ hành xử thôi. Lần này mày có quả Nguyên huynh và Châu Bình huynh nhắc nhở, mới có thể dọa cho thân minh Nhị công tử rời khỏi. Cộng minh kính hai vị một chén. Châu Bình chỉ là nói ra hình dáng quả chiết tử của Tào Quân, chẳng phải công lao gì cả. Hai chúng ta phải kính Khổng Minh huynh một chén, chúc mừng cho đại hôn chi hỷ của huynh. Đúng vậy đó, xin chúc mừng Khổng Minh huynh. Cảm tạ hai vị. Khổng Minh đại ca. Dương Tính huynh. Khổng Minh đại ca, tôi cố tình tới uống rượu với huynh, mừng huynh thành thân. Đã uống rồi, nhưng rượu thì chẳng ai chê nhiều. Nè, thêm hai bình nữa. Thế cục hiện nay, ngoài trừ Tào Tháo, Tô Nguyên, có thể ảnh hưởng tới thế cục thiên hạ thì phải nói về Lưu Bị. Lưu Quang Trương đúng là lợi hại đó. Lưu Bị có dân tâm, Quan Nhị Ca có chính nghĩa, Trương Phi tuy manh động nhưng trung thành dũng mãnh lắm. Dương Tính huynh đệ, đối với thế cục thiên hạ các vị cao nhân cũng có hiểu biết quá đó. Biết chút thôi mà. Thì ra không được tấn công phải đem binh lính đi giữ họ trước để đối phương khinh địch. Đôi khi dùng binh không có được tấn công, đôi khi phải đem binh lính đi nhử để đối phương khinh địch, sau đó mới tiến công. Dương Tính huynh đệ, đối với chuyện hành quân đánh trận cũng có nghiên cứu sao? Chút ít thôi. Ở quê tôi thường xuyên hành quân đánh trận, sở trường của tôi là sử dụng tam thập lục kế, chỉ cần động vài ngón tay thôi là đủ để qua vòng. À không, giết hết kẻ địch đó. Chỉ cần động vài ngón tay thì có thể giết hết kẻ địch sao? Tôi chỉ động não nghĩ mưu kế thôi, không cần chuyện gì cũng đích thân ra tay làm đâu. Xin hỏi Dương Tính huynh đệ, cái gì là tam thập lục kế? Quên mất thời Tam Quốc chưa có tam thập lục kế. Tam thập lục kế của tôi bắt nguồn từ Tôn Tử binh pháp, chỉ là thêm bớt chút đỉnh thôi. Năm xưa thập bát lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, trận chiến ở Hổ Lao Quan, Dương Tính huynh đệ quân có cao kiến gì? Thập bát lộ chư hầu hả? Ê, đừng nói thập bát lộ chư hầu nữa, nói về thứ tôi tự sáng tác, không đâu địch nổi cảng Nam Thập Bát Thức. Cảng Nam Thập Bát Thức, giả tội nghiệp lợi dụng người, lừa gạt tiền, trục lợi, kéo thời gian, lười biếng, cho leo cây, dở thủ đoạn, thừa thắng tiến lên, nói xấu người, thả tép bắt tôm, tham lam, làm ra vẻ, cãi tới cùng, làm mặt lì, giả ngây thơ thê mình giả gốc. Nghe những lời nói của huynh, Khổng Minh học hỏi được rất nhiều. Đừng có sáo, tôi về trước nha. Khổng Minh huynh, vì dân tính huynh đệ này tuy có chút thông minh, đáng tiếc là nói năng tùy tiện hay nói hưu nói vượng. Quả nguyên huynh nói đúng lắm, hắn ta chỉ là một người tầm thường thôi. Dân Tính đại ca, huynh về rồi hả?
Sao cậu còn ngồi ở đây giá dép cỏ? Sao không đi nấu cơm đi? Ngày mai là ngày Gia Cát tiên sinh nạp trưng, sao đệ có thể mang dép trách đi chứ? Không được làm mất mặt tiên sinh. Quỳnh thấy đói rồi hả? Ăn chuối đi. Ngươi ăn chuối thì có. Đệ ăn rồi. Không có gì. Cái gì gọi là nạp trưng vậy? Mang sính lễ sang nhà gái chính là nạp trưng đó. Đệ con phải tới giúp nè. Nạp trưng tức là đám hỏi. Đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy sao có phần của cậu mà không có phần của tôi? Sao có thể để dân tính đại ca làm những việc nặng nhọc đó chứ? Vậy cũng phải. Thường ngày những chuyện nặng nhọc tôi không bao giờ làm hết đâu. Nhưng mà Gia Cát lượng cưới vợ là chuyện lớn như vậy thì... cậu đã gặp qua thê tử tương lai của Quỳnh ấy chưa? Phu nhân tương lai của Gia Cát tiên sinh là tiểu thư Khuê Cát, đương nhiên là không bước chân ra khỏi phòng rồi. Sao tôi gặp được chứ? Gia Cát lượng là tài tử, tự cổ tài tử phối giai nhân. Vậy tức là trót nam với mỹ nữ à? Trác nam với mỹ nữ trót hả? Nam. Trác nam. Tôi kệ đi, cậu muốn nói sao thì nói. Vậy tính đại ca, ngôn ngữ quê hương của Quỳnh đúng là học mãi cũng không hết đó. Cậu còn phải học dài dài đó. Trà, thần tượng Gia Cát lượng của tôi cưới vợ đâu thể mất phần của mình được chứ. Ê, sáng mai tôi đi chung với cậu nha. Cũng được đó. Để tôi đi tắm cho sạch sẽ, sửa soạn bằng mũi chỉnh tề, đừng có làm mất mặt thần tượng Gia Cát lượng của tôi đó, nghe chưa? Ây cha, ôi trời. Lại có tin nhắn mới nữa. Bị nước làm ướt còn hư thêm nữa, đúng là chết thật rồi. Anh hai, gọi anh suốt 4 ngày anh cũng không nghe điện thoại. Rốt cuộc anh trốn đi đâu? Em lo lắm đó. Gọi mình suốt 4 ngày hả? Ngày 17 tháng Giêng à? Ngày 13 tháng Giêng mình rơi xuống Tam Quốc. Vậy thì 4 ngày sau tức là ngày 17 tháng Giêng rồi. Không lẽ tin nhắn này sau khi mình trở về Tam Quốc mới nhận được sao? Vậy tin nhắn trước đó. Anh hai, cảnh sát tìm anh khắp nơi, em lo cho anh lắm. Không lẽ cái điện thoại này có thể nhắn tin với thời hiện đại được sao? Thôi gửi tin nhắn cho ba má mình trước đã. Sao không được vậy? Lúc mình rơi xuống Tam Quốc vừa đúng lúc em gái gửi tin nhắn cho mình, nên bây giờ cái điện thoại này chỉ có thể gửi tin nhắn vào số của em gái mình thôi. Và chỉ số em gái mình mới có thể gửi tin nhắn cho mình được. Em gái ơi, anh lỡ nhảy vào đường hầm thời gian quay về Tam Quốc rồi, cậu biết phải nói sao với em nữa. Em không phải nói tiến sĩ Tào Đại Quy có lý luận du hành như thời gian gì sao? Em đi hỏi ông ta thử coi có cách nào giúp anh quay về thời hiện đại không. Điện thoại của anh hư rồi, chỉ có thể gửi tin nhắn cho em thôi. Em nhất định phải tin anh. Em ơi, nhờ vô em cả đó. Phải rồi, chỉ còn dư cục pin dự phòng, không được sạc pin, phải sạc tiết kiệm. Chết rồi, sao cây cầu lại gãy rồi? Chết rồi. Đúng là suối quẩy mà. Mấy hôm trước còn tốt lành lắm mà, sao bây giờ lại như vậy? Lần này để lỡ giờ lành mất rồi. Hoàng phu nhân mê tín dữ lắm. Ôi trời ơi, bản hiệu của tôi tiêu rồi. Bản hiệu á là chuyện nhỏ thôi, hạnh phúc cả đời của thần tượng tôi là chuyện lớn đó. Căng à, hả? Có đường nào khác không? Có, nhưng mà phải vượt qua đồi núi, sính lễ lại nặng như vậy, ít nhất thì chúng ta phải đi thêm một canh giờ nữa, rất là lâu đó. Vậy phải làm sao đây? Trời ơi, giờ lành sắp tới rồi, sao bà ba vẫn chưa tới vậy? Hay để lỡ giờ lành không tốt đâu lão gia. Nhanh lên. Tới rồi kìa phu nhân. Tới rồi. Trời ơi, xin chúc mừng hoàng lão gia, hoàng phu nhân du quy chi hỷ. Hoàng lão gia, chúc mừng. Hoàng phu nhân, xin chúc mừng. Tôi là bạn tốt của con rể tương lai của ông bà đó, tức là hảo huynh đệ, là rể phụ của lần này, tức là người một nhà rồi. Ăn thứ gì, uống thứ gì tôi bao hết đó. Bánh điên với lão, những cái đồng tâm, chúc mừng. Giờ lành đã tới rồi, đã đến lúc vào nội đường hành lễ nạp trưng rồi. Vậy các người mà sính lễ vào nội đường trước đi. Hành lễ nạp trưng, những thứ này là đủ rồi, còn những sính lễ khác đem vào trong là được đó. Dạ. Dạ thưa phu nhân. Mời bà Mai. Mời bên các người nè. Đi lối này. Bên này. Mau lên. Giờ lành tới rồi, phải bắt đầu thôi.
tôi còn phải ra ngoài kiểm tra sính lễ. Hoàng lão gia, hoàng phu nhân, lễ nạp trưng này là để bày tỏ thành ý của nhà trai đối với nhà gái. Nhất định phải làm đủ lễ nghi, không được vội vã. Nếu không thì không có tốt đâu. Trời ơi, những cái này nặng lắm đó. Chúng tôi từ khiên được rồi, qua đi giúp đỡ đi. Rồi. Nặng thiệt đó. Nặng thiệt đó. Rượu nếp 4 chai. 1, 2, 3, 4. Dược 1 đôi. Có nhà, có con. Ê, bà Mai à, bà đã đếm 3 lần rồi, vẫn còn chưa bắt đầu được hay sao chứ? Trời ơi, mấy cái đồ tế này nhất định phải đếm cho thật kỹ. Còn nữa nha, nhất định phải là 1 cặp, thành cặp, thành đôi, không được sai sót. Nếu như không thì xui lắm. Được rồi, được rồi. Rượu nếp 4 bình. 1, 2, 3, 4. Đã tới đủ chưa? Đem sính lễ để vào trong phòng đi. Phải tới giờ lành mới được đem sính lễ vào đó. Vậy à? Phải rồi. Chúng tôi khiêng đồ đổ vùng hội ướt đẫm. Quỳnh đi pha chút trà cho mọi người cùng uống nha. Phải đó. Giờ này sức khỏe tôi hơi yếu, phải uống trà nóng mới được đó. Được. Nấu nước sôi cũng có vài được không ít thời gian rồi. Chị tới này cả. Sao lâu quá vậy? Muốn chết sao? Sao đông người quá vậy? Xin lễ này đúng thật là lớn tiếng quá vậy, muốn chết hả? Xin lễ này đúng là vừa nặng vừa nhiều. Khi đệ đi ngang qua làng khác đã mời thêm vài người giúp đỡ đó. Theo tôi một khoảng thời gian mới là biết động não rồi. Sao đệ có thể bị kịp với dân tính đại ca chứ? Nghĩ ra cách đem những vật tế và hộp trống chuyển về nhà gái trước. Xe kéo sẽ nhẹ đi rất nhiều và có thể đi nhanh hơn, đưa tới kịp thời, thần không biết quỷ không hay luôn đó. Đây chính là chiêu quán đổi trong cảng Nam Thành Bắc Thức, chiêu đầy hữu dụng lắm đó. Mau chóng xếp đồ đạc trước đi. Nhanh lên đi. Sao mùi thuốc nồng nặc quá vậy ta? Tiểu thư, ở ngoài này gió lớn lắm, sức khỏe của tỷ không tốt, đừng ra đây hóng gió mà. Uống thuốc xong, thấy thời tiết đẹp như vậy, nên ra đây ngồi chơi. Sau khi cha đuổi đại phu này giúp ta, tinh thần ta đã khỏe lên nhiều rồi. Tiểu thư, muốn lấy trà cho tiểu thư. Tiểu thư, uống trà đi. Tiểu thư không được sơ ý, ngày thành hôn nhất định phải tinh thần khỏe khoắn. Tiểu thư à, để sắp tới ngày xuất giá, sao tiểu thư còn buồn bã như vậy chứ? Nguyệt Anh có thể lấy được lang quân như vậy, đương nhiên là rất vui. Gia Cát tiên sinh tài trí anh hùng, là nhân tài kiệt xuất. Còn diện mạo Nguyệt Anh thuộc loại tầm thường, sức khỏe lại yếu kém, chỉ sợ không xứng với tiên sinh. Đâu có, tiểu thư phẩm chất cao thượng, am hiểu chữ nghĩa, còn hiểu được ngôn ngữ nhiều nước, sao không xứng với tiên sinh được chứ? Chà, vợ tương lai của thần tượng mình sao mà tệ quá vậy chứ? Đúng là rất tệ. Dương Tính huynh đệ, Phạm huynh đệ, chuyện nạp trưng cũng bằng có hai huynh lanh trí hơn người. Khổng Minh kính hai vị một chén. Chúng ta từng tới nỗi giống như là người một nhà vậy. Chuyện của huynh tức là chuyện của tôi mà. Vậy thì không khách sáo nữa. Mời dùng cơm. Thật ra là Dương Tính huynh đệ, có chuyện gì đừng ngại, cứ nói thẳng ra. Lúc tôi đi xin lễ sang đó, có gặp được Nguyệt Anh cô nương. Diện mạo cô ta cũng là khá tệ đó. Khổng Minh cưới vợ chỉ cầu thục nữ, dung mạo như thế nào chẳng quan trọng. Diện mạo như vậy mà không có ngại sao? Khổng Minh chưa từng gặp qua Nguyệt Anh cô nương. Chúng tôi ai cũng phải tới đêm thành hôn mới gặp vợ mình lần đầu tiên. Vậy có thể nuốt lời nói không chịu được không? Hôn sự là phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn, sao lại nuốt lời được? Sức khỏe của vợ tương lai huynh đúng là hơi yếu đó. Nói thật lòng, đâu lý nào lại cưới cái cô bệnh hoạn về làm vợ của mình chứ. Công Minh đại ca, huynh suy nghĩ cho thật kỹ đi. Sau này huynh quyền cao chức trọng, lại còn làm luôn thừa tướng nữa. Ý của tôi tức là bước đi cường trái của huynh cưới một vị phu nhân tệ như vậy sẽ bị người ta chê cười đó. Nhưng tính huynh đệ, Khổng Minh
trước giờ không nói chuyện trong lúc ăn cơm. Huống chi đây là chuyện cá nhân của Khổng Minh, không tiện để bàn bạc. Con nhớ trò chơi Khổng Minh đố tam tôi dạy con không? Để nhớ chứ. Chơi một ván đi. Khổng Minh đố tam tôi mạnh nhất, tôi mạnh hơn. Bốn. Tôi mạnh nhất. Một. Trời ơi sao dở quá vậy? Dạy hoài mà cũng tệ như vậy. Cậu chơi dở quá, không chơi với cậu nữa. Hay là tôi chơi với hắn ta. Bà ơi, cháu mới chỉ bà thôi. Bà chơi với cháu mà không sợ thua sao? Không sợ, biết rồi. Hay lắm, đừng nói cháu ăn hiếp bà nha. Khổng Minh đố tam tôi mạnh nhất, tôi mạnh hơn. Năm. Tôi mạnh hơn một. Ê. Tôi mạnh hơn bốn. Tôi mạnh hơn ba. Tôi mạnh hơn một. Tôi mạnh hơn năm. Tôi mạnh hơn bốn nga. Tôi mạnh hơn hai. Tôi mạnh hơn năm nga. Tôi mạnh hơn hai. Ủa đây. Ủa đây. Khẩu tới đây này. Tôi mạnh hơn 4. Tôi mạnh hơn 5. Tôi mạnh hơn 2. Tôi mạnh hơn 1. Vui thật. Hôm nay là ngày đại hỷ của Khổng Minh huynh, sao có thể thiếu Phá Tân Phòng được chứ? Đúng vậy. đi nhanh lên nào Khổng Minh huynh. Quảng Nguyên huynh, Chu Bình huynh, hôm nay cũng đã vất vả cả ngày, cũng rất mệt mỏi, hay là để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm khác Khổng Minh sẽ tự phạt 3 chén, xem như là xin lỗi. Hậu phu nhân có được phu quân chu đáo như Khổng Minh huynh đúng là có phúc. Đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, hai chúng tôi không làm phiền nữa để tiễn hai vị hiền huynh. Được. Đừng có động phòng. Thần tượng của tôi sốt như vậy, quốc sắc thiên hương mới xứng với quyền này. Mà quyền đang làm gì vậy? Cái cô bệnh hoạn đó không sống được bao lâu đâu. Cô ta có xứng với thần tượng của tôi hay không chứ? Đừng lấy người vợ như vậy. Đừng có động phòng. Để tiên sinh và phu nhân nghe được không tốt lắm đâu. Đi thôi vậy lên. Tôi không đi đâu. Tôi phải nói lời xin lỗi với thần tượng của tôi. Hôm nay đưa xin lễ gãy cầu là ý trời. Kêu quyền đấy đừng có thành hôn. Là tôi đã nghĩ cách giúp quyền đấy giải quyết. Đừng có động phòng. Đừng có động phòng. Đừng có đậu vòng mà. Phu nhân. Phu quân. Phu nhân, sao muội lại tâm thần bất định vậy? Chúng ta đã là phu thê, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Sức khỏe muội yếu kém nhiều bệnh. Phu quân là người làm đại sự, phải phí công sức chăm sóc cho muội. Muội. Trượng phu chăm sóc cho thê tử là chuyện đương nhiên. Phu nhân không cần áy náy. Ngọa Long tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ, là nhân trung long phụng, diện mạo muội thuộc dạng tầm thường, rượu ngon sao có thể kết duyên với Ly Hỏng. Khổng Minh chỉ là người nghèo khổ, người nghèo có thể cưới được người của hoàng môn đã là may mắn lắm rồi. Huống chi nàng thanh tú, đẹp đẽ thông minh, thấu tình đạt lý, nàng đây là một hiền thê rất hiếm có.
buồn chết đi được à. Thôi đi, để coi em gái có nhắn tin cho mình không. Tiếp tục ở lại đây chắc là buồn chết luôn. Hả? Anh hai, em đã nói có du hành vượt thời gian thật mà. Em tin anh trở về Tam Quốc. Em đã hỏi tiến sĩ Tàu rồi, ông ta nói có thể giúp anh. Xem có cách nào trở về hiện đại được không. Em sẽ bí mật giúp anh. Mất công bà lại hỏi này hỏi nọ. Có tin tức gì em sẽ thông báo cho anh ngay. Hay quá, có hy vọng rồi. Vệ tinh đại ca. Vệ tinh đại ca, để ở dưới ruộng đào được rất nhiều khoai môn. Năm nay trúng một khoai môn. Quỳnh coi đi, ngon dữ lắm đó. Phải rồi, đem mấy củ cho Khổng Minh đại ca cũng được vậy. Vệ tinh đại ca, đêm qua Quỳnh chút nữa ăn nói sằng bậy. Đệ nghĩ là Quỳnh đừng nên đi làm phiền tiên sinh và phu nhân nữa. Được rồi, không làm bừa nữa đâu. Khổng Minh đại ca, đâu có đem khoai môn cho Quỳnh nè. Thời cổ đúng là có chuyện bế quan thật. Thôi đừng có làm ồn nữa, lỡ như khiến thần tượng tẩu quả nhập ma thì nguy mất. Đại tẩu lại không có ở đây. Không ơi đại ca, chút nữa tôi tới tìm huynh sao nha. Nè, ai cũng có phần cả, mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Cha, náo nhiệt quá, có chuyện gì vậy? Đa tạ Trương tướng quân. Đa tạ Trương tướng quân. Ai cũng có phần, người một cái nè. Hình dáng của ông rêu ria này sao mà quen quá vậy. Mọi người qua lấy đi, ai cũng có phần hết. Nè, cái ông này sao mà giống... Nè, của ngươi nè. Nhưng mà người thật cũng không cao lắm. Nhiều năm chiến tranh chúng tôi lưu lạc tứ phương, nghe nói lại phải chiến tranh nữa rồi. Ông này, chúng tôi chỉ mong có một nơi nương thân thôi. Lưu Hoàng Thúc. Lưu Hoàng Thúc hả? Lưu Bị ta luôn xem bá tánh như người thân. Ông ta là Lưu Bị. Bây giờ ta lại để người thân của ta phải chịu khổ sở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, không thể bình định chiến tranh. Ta có lỗi với mọi người. Họ chính là Lưu Bị, Quang Vũ và Trương Phi sao? Mình đã gặp được Lưu Quang Trương rồi.谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求星风血柱，再送花开。而绝赤胆，从无可替代。还愿长空如山海，任时归去有来。渐埋从一刹张开，以后别更精彩。岁月曾灰然于腮，现时总有你在。记住，如果要分开，再回来。